Khoảng 19 giờ ngày 27 tháng 12, tại số nhà 167 đường Hoàng Công Chất, phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã xảy ra một vụ cháy nổ nghiêm trọng một cửa hàng sửa chữa xe máy khiến 3 người bị thương, 54m² nhà xưởng và một số xe máy, vật liệu, thiết bị, đồ dùng đã bị hư hỏng. Tuy không có người thiệt hại về người nhưng mà vụ cháy nổ lớn vào dịp giáp Tết thì đã khiến cho nhiều người dân lo ngại. Và hôm nay cơ quan chức năng đã có những thông tin ban đầu về nguyên nhân của vụ việc, tuy nhiên thông tin này vẫn đang được xác minh. Ghi nhận sáng nay tại hiện trường, cửa hàng sửa chữa xe máy của ông Thân Văn Mùi trên đường Hoàng Công Chất. Cửa hiệu tan hoang, mặt ngoài biến dạng hoàn toàn, nhiều vật dụng đã bị thiêu rụi. Lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường. Vụ cháy nổ đã khiến một số nhà dân gần đó bị ảnh hưởng. Bọn em đang ngồi chơi ở trong nhà thì chỉ nghe thấy một tiếng nổ rất là to. Nó rung cả nhà bọn em luôn. Thì bọn em lúc đấy cũng hoảng sợ, thì cũng chỉ biết gọi xe cứu hỏa thôi. Bọn em cũng chẳng biết làm gì. Vụ cháy kèm tiếng nổ lớn khiến nhiều người dân hoang mang. Nguyên nhân vụ việc hiện chưa được xác định rõ. Trao đổi với phóng viên bản tin Hà Nội 18 giờ, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, công an thành phố Hà Nội cho biết, tại hiện trường vụ cháy có khá nhiều mảnh giấy nghi là xác pháo. Người dân sinh sống gần đó cũng cho biết, nghe thấy nhiều tiếng nổ giống tiếng pháo. Mọi người nói là có tiếng pháo nổ nhưng mà bản thân cá nhân mình thì mình không biết được, nhưng mình không dám khẳng định là việc đó. Chỉ biết là cũng có nghe thấy tiếng nổ, thì về sau lại có những tiếng nổ nó phát theo nữa. Nó kèm theo tiếng nổ lớn đầu tiên, xong về sau thì có những tiếng nổ đi đọp theo nữa. Cả gà cả pháo, cả hài luôn, cả bần xăng xe máy nữa. Mấy thứ nó tác động liền nó mới nổ to thế. Camera an ninh của một số người dân gần đó cũng ghi lại được hình ảnh vụ cháy có kèm tiếng nổ, nghe giống tiếng pháo. Sau khi biết vụ cháy thì Ủy ban phường đã phân dân quân này, bảo vệ dân phố này, công an phường này trực từ lúc cháy đến bây giờ để khám nghiệm hiện trường. Thiệt hại ban đầu xác định 54m² nhà xưởng và một số xe máy, vật tư, thiết bị, đồ dùng sửa chữa bị hư hỏng. Không có người chết, 3 người bị thương đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia. Hiện tại sức khỏe của các nạn nhân đã ổn định và không nguy hiểm đến tính mạng. Các nạn nhân khai thông tin ban đầu, khi sử dụng bếp ga để ăn lẩu, do bình ga lâu ngày không sử dụng dẫn đến bị nổ khí ga gây cháy. Tuy nhiên, sau khi tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân tốt hơn, cơ quan chức năng sẽ lấy lời khai chi tiết để làm rõ nguyên nhân vụ cháy.